Rồi, Nhật Nam xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là ngon miệng. Mình thì vẫn đang hì hục với cái chiếu điện thoại hầm bà lằng sân khấu đây. Mình tranh thủ giới thiệu đến các bạn vài con máy rẻ có cấu hình cũng khá là ổn để các bạn giải trí xem phim, chơi game, nghe nhạc hay là muốn làm cái gì thì làm. Đấy. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con Samsung A10s. Thì hàng này thì các bạn khỏi phải chê rồi. Đấy, đẹp đê mê không tì vết luôn. Đấy. Có thể nói là hàng chất leng keng xà beng nhá, zin. Mà đây là Samsung A10s có vân tay và hai cam sau, màn hình 6 inch 4, pin thì 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4 đấy. Và hai cam sau có vân tay sau lưng đây này, máy màu đen. Mình còn đây khá là nhiều, khoảng 3 sản phẩm đều là máy mới leng keng xà beng nhá. Đấy, và con này RAM 2GB, bộ nhớ 32GB cũng là tương đối ổn định cho những anh chị lớn tuổi hoặc là những bạn lao động có thể là mình mua để xài, vì để ở đây nhà mình cũng có bụi nên là nó hơi bụi thôi, chứ còn máy này đạt tiêu chuẩn zin 99% và đẹp leng keng xà beng. Khi bán ra thì tặng kèm đầy đủ phụ kiện nhé, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng, và nó chỉ có giá là 2 triệu 3 thôi trên một sản phẩm Samsung A20s chính hãng, sử dụng được hai sim và cam kết là máy Samsung chính hãng đến trọn đời. Riêng shop Nhật Nam là không bán hàng xách tay đấy, đối với những cái dòng mà chạy hệ điều hành Android, và cũng không bán máy xấu, chỉ bán máy đẹp thôi đấy. Rồi ở đây mình có một con Oppo, bạn thấy là Oppo A3s. Con này thì máy zin ngon hết, nhưng mà ngoại hình lưng do xài ốp bị dính cát nên hơi nhặng một tí. Mình sẽ bán với giá 1,9 triệu, có duy nhất một máy này thôi đấy, hơi nhặng một tí nhá, nó không đạt được là keng đâu đấy, thì các bạn hãy cân nhắc. Con này có cấu hình RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, màn hình giọt nước 6 in mấy đấy, nói chung là khá là trâu, 6 in 2 thì phải. Đấy, A3s rất là bền. Và đây có một con Oppo F1K, máy thì tình trạng máy thì có thể nói là như máy mới. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB luôn. Nó tương đương với lại con A10s của Samsung đấy, nhưng nó là hãng Oppo nên giá nó trượt hơn một tí. Nó là 2 triệu mốt các bạn nhé. Đấy. Máy khá mới luôn, mới leng keng xà beng các bạn nhé. Đấy. Chắc chắn là xài những sản phẩm này ổn định rồi. Đấy. Tặng đầy đủ phụ kiện khi bán ra, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng và bao là máy chính hãng Oppo đến trọn đời. Còn hai sản phẩm nhé. Đấy. Đều đẹp như nhau, em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh. Đấy. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh nhé. Khi nào thời cơ chín mùi rồi các bạn hãy đặt mua máy cũng được. Rồi, đây chúng ta còn cái gì nữa đây? Vivo. Vivo, con này là Vivo Y19, máy có thể nói là gần như mới, máy cận mới. Con này pin chắc khá trâu đấy, thấy cái máy dày dày này là biết rồi. Đấy, và con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, có giá là 3 triệu rưỡi, có dán cường lực sẵn đây rồi. Đấy. Và có tặng kèm theo sạc tai nghe đầy đủ các bạn nhé, không có ốp dẻo đâu. Có một số đời không có ốp dẻo, rất mong các bạn thông cảm nếu như không nhận được ốp dẻo từ shop Nhật Nam. Mong rằng các bạn hãy mua giúp mình nhé, vì là những sản phẩm đó có thể là không có mới không tặng. Và Nhật Nam phát hiện cái lưng này nó hơi nhậm nhậm, tuy nhiên Nhật Nam thấy là nó có dán đấy, mình lột ra luôn để xem nó cái độ mới của nó, chứ không có lời loang loáng qua các bạn này bảo máy này có đâu có mới, máy như thế mà dán bảo là leng keng xà beng đúng không. Hôm nọ cũng có một tình trạng các bạn comment như thế, nhưng thực ra là nó có dán đấy, các bạn thấy này, lột ra là mới keng luôn đấy. Đấy, lỡ lột rồi lột đi rồi về các bạn tự dán, chứ không có nhiều bạn. Có những lần mình bán với nhiều bạn, mình thấy miếng dán nó cũng còn tương đối thì mình để, thế là các bạn về không biết, thế là không lột ra, lại chê máy chảy không nhận, thế là oan ức quá đấy. Rồi ở đây nữa mình tiếp tục có một con Vivo U10. Thì thế này, có một số sản phẩm những hãng này lâu lâu mình mới view nên mình cũng không nhớ được cấu hình của nó chính xác, nên mong rằng các bạn hãy vào Google mình tìm hiểu thêm đấy, hoặc là có thể điện trực tiếp hỏi mình, thì có thể mình search Google mình báo trực tiếp với các bạn, chứ lúc đang quay này nhiều lúc cũng không biết nó là RAM mấy ghi. Thì con U10 này mình sẽ bán với giá là 2,8 triệu, máy màu xanh đậm nhá. Đấy, U10, Vivo U10, máy chính hãng, sử dụng được hai sim, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Rồi tiếp theo ở đây mình có một con F11 thường, không phải Pro các bạn nhé. Pro là có cam trước thò thụt, còn con này là không. Các bạn lưu ý đây là F11 thường,
màu xanh đậm hay còn gọi là xanh đen. RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, màn hình 6.5 inch, cũng khá là chất. Có giá bán là 3.800.000 các bạn nhé. Đấy. Sử dụng được 2 SIM và bảo hành 1 đổi 1 tại shop Nhật Nam 3 tháng, rất là yên tâm và máy khá là đẹp. Đẹp leng keng xà beng, đẹp không tì vết. Rồi, đây. Thì ngay sau đây là một con F11 Pro có cam trước thỏa thụt này, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, màu tím đen. Còn rất là nhiều sản phẩm này tại shop. Giá bán là 4.700.000 các bạn nhé. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện và bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop Nhật Nam, cũng như là sử dụng được 2 SIM bao là Oppo chính hãng đến trọn đời. Đấy, còn rất nhiều. Tuy nhiên là view đại diện thôi, còn máy nào cũng đẹp, Nhật Nam đã kiểm định hết rồi mới gửi đến tay các bạn nhé. Bạn cứ yên tâm. Đối với mình, uy tín luôn phải là đứng hàng đầu và chất lượng sản phẩm. Đấy. Đây là một con Redmi, một con Redmi 3 chính hãng. Đây là máy Redmi 3 chính hãng. Con này có giá 2.300.000 các bạn nhé. Nó là Redmi 3 và đã hết pin rồi. Màu xanh đen, máy khá là keng, có thể nói leng keng xà beng. Khi bán ra cũng tặng kèm dán cường lực, sạc tai nghe. Đấy, không có ốp dẻo các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây là Vivo V15. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 128GB luôn. Máy có cam trước thò thụt, những ai yêu thích Vivo thì có thể sở hữu con này. Đấy. Vì có thể nói là khá bán chạy và rất được nhiều khách hàng ưa chuộng. Vì cái camera của nó khá đẹp, nằm bên góc đây này, thò lên thụt xuống này. Đấy. Giá thì cũng tầm trung thôi, 3.500.000 trên một sản phẩm nhé. Mà RAM thì cũng rất là khủng, RAM 6GB, bộ nhớ thì thoải mái xài, 128GB. Rồi, đây mình có một con máy hạt rẻ nữa là con Redmi 7. Redmi 7 này có giá 2.000.000. Đấy, con này như cũng RAM 3GB, bộ nhớ 32. Giá 2.000.000 các bạn nhé, Redmi 7. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở Google giúp Nhật Nam nhé. Đấy. Vì thời lượng đôi khi là có hạn. Nhật Nam chỉ view ngoại hình để các bạn biết rằng Nhật Nam không bán máy xấu, cấn hay là máy sách tay. Đấy thôi, còn những vấn đề khác Nhật Nam bao zin hết cho các bạn. Đó. Bao zin và bao xài ngon, cũng như là nếu có lỗi kỹ thuật là 1 đổi 1. Và đây là màu màu tím đen, màu mận đấy. Cũng khá là đẹp. Vivo V15 luôn, cũng 3.500.000 bạn nhé. Là tức là V15 mình sẽ còn hai máy ở đây, một máy màu xanh và một máy màu mận. Đây mình có một con Redmi, con này Redmi gì đây, biết còn pin không? À đây, còn pin thì chúng ta xem. Màu xanh khá là đẹp. Con Redmi này thì được cái màn hình dài dài. Một Redmi này là hãng con của Oppo nên nó cũng gần giống nhau. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB và nó là Redmi 5i. Con này có giá là 2.600.000, máy khá mới các bạn nhé. Khá mới, màu xanh khá là mới. Đấy, mới keng luôn. Đấy, tươi xanh như lồi canh luôn. Đấy, bạn thấy chưa, đẹp. Đẹp không tì vết. Đấy, lưng sau 5D, BD gì đây này mà thấy cái chiếu lên ha. Đấy. 2.600.000 bạn nhé. Còn con này là con gì đây, cũng là nó đây, màu tím. Đây, nhân tiện đang còn nguồn thì mình xem luôn. Con này là Redmi 5 thôi, nhưng mà đây là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 64GB. Con này có giá là 2.800.000 nha các bạn. Con này có giá 2.800.000, tím thủy chung. Đấy, tím thủy chung, óng ánh này, tím đậm. Đấy, rất là mới. Mới leng keng xà beng, đây là Redmi 5 nha. Đấy, nhìn chân sạc là biết mới rồi các bạn ạ. Mới lắm, những sản phẩm này toàn là mới sản xuất đây thôi, nên còn rất là mới. Rồi ở đây chúng ta có một con Vivo S1 Pro. S1 Pro này thì chắc là cũng nhiều bạn thích lắm, để mình xem. À đây, nó còn chưa acti. Chưa acti và cái miếng dán thì cũng đã phồng rộp rồi, mình lột ra luôn cho nó tươi mới. Con S1 Pro này chắc bạn nhiều bạn cũng đã biết rồi, nó khá là mới. Đây nhìn chân sạc này. Đấy, và máy màu đen. Con này 128GB nha. RAM mình không nhớ là RAM 6 hay RAM 8 nữa. Chip cũng khá là khủng và có giá bán là 4.200.000 nhá. Còn một máy màu đen ở đây thôi. Vivo chính hãng S1 Pro. Đó. 4.200.000 màu đen.
Rồi tiếp theo ở đây mình có một con vi sửa mắt người Việt dùng hàng Việt. Đấy. Việt Nam bây giờ cũng vươn tầm rồi. Con này hơi chầy lưng tí vì sử dụng ốp nên là khả năng là bị cát đất. Có một số bạn xài là rất ẩu, không vệ sinh cái ốp, lâu ngày không vệ sinh. Đấy, những bạn đấy ẩu giống mình. Mình xài như thế đấy, cái ốp xong là nhìn gớm lắm. Rồi. Con này thấy viền bằng màu đồng khá đẹp ha, khá là lịch lãm. Và có RAM 6GB bộ nhớ 64GB, nó gọi là VCMAX Acti 1 cộng một lớp đấy. Đó, RAM 6GB bộ nhớ 64GB có giá là 2 triệu rưỡi các bạn ơi. Cấu hình khủng long mà giá thì lại vô cùng hạt rẻ. Chạy nắp là gần 660 thì phải. Đấy, chiến game tốt nhá. Có hơn 2 triệu thôi các bạn trẻ. Rồi tiếp theo ở đây mình có một con VCMAX luôn, màu xanh. Đấy, tươi xanh như nồi canh, máy khá là đẹp, khá là mới. Và có tên gọi là VCMAX Joy 1 cộng, Joy 1 lớp đấy, RAM 3GB bộ nhớ 32GB. Giá cũng vô cùng là hạt rẻ, 1 triệu 9 thôi, có đúng một sản phẩm. Đấy. Người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam đi nào các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây mình có một con Oppo K3 màu xanh. Hôm nay giá 4 triệu mốt thôi, mình giảm 100. Đấy. Con này RAM 6GB bộ nhớ 64GB và có camera trước thò thụt. Đấy. Chỉ có 4 triệu mốt thôi đã sở hữu ngay một máy cam trước thò thụt và cấu hình RAM 6GB khá là mạnh mẽ, màu xanh đen rất đẹp. Và là Oppo chính hãng, sử dụng hai SIM các bạn nhé. Đấy. Rồi qua đây thì mình giới thiệu cũng hết rồi. Tôi giới thiệu nốt một con thêm vài con phun hộp bên này quên. Đây có một con Reno 2F màu xanh. Reno 2F này thì cũng có cam trước thò thụt và có cái ngoại hình khá là đẹp. Máy trên tay nhà Nam lúc này đây là một máy khá là mới màu xanh. Đấy, tươi xanh như nồi canh và đẹp leng keng xà beng, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Miếng dán trước phòng rộp rồi, chúng ta lột ra để xem độ mới của nó. Đấy, rất mới, không tì vết, không một vết chày dù là nhẹ nhất. Đấy. Giá bán của con Reno 2F này sẽ có giá là 5 triệu 7 các bạn nhé, tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo đây mình có một con Huawei Y9 đời 2019, máy phun hộp như máy mới và giá vô cùng là hạt rẻ. Đấy, máy như máy mới màu xanh. Phụ kiện nguyên xì còn đây. Đấy. Ốp dẻo có sử dụng rồi nên hơi vàng vàng một tí, không sao cả. Đấy. 2 triệu 7 các bạn nhé. Chỉ với giá 2 triệu 7 thôi. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Đấy, 2 triệu 7 máy nguyên hộp như máy mới. Rồi tiếp theo ở đây mình có F11 Pro rất là nhiều luôn. Đấy, mình chỉnh xịch sang đây cho bạn xem. Khoảng là 4-5 máy nguyên hộp F11 Pro phiên bản 64GB. Phiên bản 64GB, hàng mới thanh lý, hàng trưng bày đấy. Nhá, màu xanh. Chủ yếu là màu xanh, bản 64GB chủ yếu màu xanh. Các bạn nhìn bộ phụ kiện, bộ sạc là cũng biết là hàng mới rồi ha. Đấy, trưng bày thì cũng có người cầm ra cầm vào nên có dấu tay và cũng có thể có sức lông mèo nhẹ, không đáng kể. Máy rất đẹp và sản phẩm F11 Pro này có camera thò thụt phiên bản RAM 6GB bộ nhớ 64GB. Chủ yếu là màu xanh, máy nguyên hộp mới keng như thế này đây. Hôm nay giá bán 4 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy. Rồi, tất cả những sản phẩm vừa rồi Nhật Nam vừa giới thiệu trong cái clip này, bạn nào kết sản phẩm nào alo cho mình qua số điện thoại 0979782366 hoặc là số 0367709123 để đặt cọc và mua hàng nhé. Khi mua hàng tại shop Nhật Nam các bạn sẽ được kiểm hàng này, được test máy luôn khi mà nhân viên giao hàng đến giao hàng cho bạn. Nhưng một cái nữa là các bạn phải trả phí nữa này. Đấy, rồi các bạn phải đặt cọc trước 100 ngàn đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200 ngàn đối với sản phẩm trên 10 triệu qua một trong hai hình thức, đó là chuyển khoản để đặt cọc hoặc là mua thẻ cào để đặt cọc. Bạn nào đặt cọc bằng hình thức thẻ cào thì vui lòng cào thẻ ra, gửi mã nạp tiền và seri của thẻ cho Nhật Nam. Sau đó các bạn phải giữ thẻ lại, không vứt đi và không cho ai nạp cho đến khi nhận được hàng. Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai, trục quốc lộ 20 ở cây số khoảng 130 đấy thì có thể đến trực tiếp shop của Di động Nhật Nam nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm,
xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua máy. Các bạn có thể vào Google để search thấy cái địa chỉ của Nhật Nam nhé. Các bạn chỉ cần vào Google search chữ di động Nhật Nam. Ngay trên cái hiện lên trên đầu tiên là nó sẽ có cái bản đồ và có cái kênh YouTube của di động Nhật Nam. Đấy. Và cái địa chỉ nó là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai mới là đúng nhé. Đấy, còn nhiều khi có những cái người ta cùng tên ấy, nó nằm ở phía dưới thì các bạn lưu ý là ở Tân Phú, Đồng Nai mới chính là của shop di động Nhật Nam. Tươi xanh như nồi canh và len keng xà beng các bạn nhé. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ di động Nhật Nam. Hãy xem và hãy chia sẻ và hãy like để động viên tinh thần cho Nhật Nam nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.